Với TFSVN, chọn sứ mệnh cung cấp dịch vụ tài chính, khơi dậy sự di chuyển tự do cho người Việt. Để hiện thực hóa sứ mệnh, TFSVN đã phát triển các giải pháp tài chính tối ưu và phù hợp tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự hào ra mắt các sản phẩm vay độc đáo, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thị trường cho vay mua ô tô. Hai câu đầu ok, nhưng mà cái cộng mà đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng á, cái chỗ khách hàng anh đang hơi đãi chữ, mình gọn lại. Đúng vậy nè. Sản phẩm vay độc đáo. Chúng tôi tự hào ra mắt các sản phẩm vay độc đáo, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thị trường cho vay mua ô tô. Chúng tôi tự hào ra mắt các sản phẩm vay độc đáo, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thị trường cho vay mua ô tô. Bắt đầu qua câu này là mình cao trào hơn một xíu nha. Mình liệt kê những cái gói vay, những sản phẩm vay độc quyền của TFS á. Bắt đầu. Nổi trội với sản phẩm chiến lược Banvun nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị của Toyota. Với các hoạt động tăng cường nhận thức khách hàng, đào tạo kiến thức cho đội ngũ F&I và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn. Sản phẩm Banvun đã đạt được kết quả ấn tượng, tăng gấp 300 lần so với thời điểm ra mắt và có gần 4.000 khách hàng đã tiêm dùng. Lại nha. Balloon. Cái chữ balloon anh đọc là balloon. Balloon đúng không? Với các hoạt động tăng cường nhận thức khách hàng, đào tạo kiến thức cho đội ngũ F&I và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn, sản phẩm Balloon đã đạt được kết quả ấn tượng, tăng gấp 300 lần so với thời điểm ra mắt và có gần 4.000 khách hàng đã tiêm dùng.